Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Trước mắt cô chú anh chị là nút giao thông ngã tư Võ Văn Kiệt và đường An Dương Vương, tiếp giáp giữa phường An Lạc quận Bình Tân và phường 16 quận 8. Và cũng gần ngay ngã tư này có một bất động sản góc hai mặt tiền đang có nhu cầu bán, vị trí rất là đẹp góc hai mặt tiền. Một mặt tiền là mặt tiền chính đường đại lộ Võ Văn Kiệt và một mặt tiền là hẻm xe hơi 172 đường Võ Văn Kiệt. Miếng đất này với diện tích ngang 32, chiều dài là 37m, diện tích công nhận là 1.386m², đất thổ cư 100%. Hiện trạng đất trống tiện xây dựng mới làm văn phòng tòa nhà, hoặc xây dựng làm khách sạn, hoặc căn hộ dịch vụ, kho xưởng để khai thác cho thuê. Và giá chủ đang chào bán là 86 triệu/m². Vâng, cô chú anh chị không nghe lầm đâu ạ, 86 triệu trên 1m² đất, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi thêm thông tin về bất động sản này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.